đi cùng tiềm năng Việt, hỗ trợ thực hiện bởi Ngân hàng HSBC. Ngay sau khi bị tai nạn thì tôi đã tuyệt vọng và rất đau khổ. Lần đầu tiên khi tình cờ đến trường mù đọc sách cho các em, nhìn gương mặt của các em háo hức từng câu từng chữ, tôi nhận thấy một nhu cầu của các em muốn nghe những quyển sách. Và đồng thời tôi cũng phát hiện ra một tiềm năng rất lớn của các em để tiếp thu và phát huy kiến thức. Từ đó tôi quyết định là mình phải thành lập một thư viện sách nói dành cho người mù. Hiện nay, thư viện sách nói dành cho người mù đã thực hiện hơn 1.000 đầu băng sách nói cho người mù, và những cuốn băng sách nói đã đến được với 85 hội người mù và trường mù trên khắp cả nước Việt Nam. Đối với người mù thì chỉ có sách nói mới đem đến cho họ cái ánh sáng này mà thôi. Đi cùng tiềm năng Việt thực hiện bởi HSBC, Ngân hàng Toàn cầu am hiểu địa phương.